Rạch Giá. Rạch Giá là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Về địa lý, thành phố Rạch Giá nằm ở trung tâm tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý phía đông và phía nam giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp Vịnh Thái Lan, phía bắc giáp huyện Hòn Đất và huyện Tân Hiệp. Thành phố có diện tích 105,56 km2, dân số năm 2020 là 228.416 người. Mật độ dân số đạt 2.158 người trên km2. Thành phố Rạch Giá có trung tâm đô thị nằm trải dài bên bờ đông Vịnh Thái Lan với 20 km đường biển, chiếm 1/10 chiều dài bờ biển của tỉnh Kiên Giang, được bao quanh bởi sông Kiên ở phía bắc và đông bắc, sông Cái Lớn ở phía nam. Rạch Giá cách thành phố Hồ Chí Minh 245 km về hướng tây nam, cách Cần Thơ 116 km về hướng tây và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên 95 km về hướng đông nam. Về điều kiện tự nhiên, do đặc điểm về điều kiện địa lý và tự nhiên, Vịnh Thái Lan, Rạch Giá là một miền biển trù phú được biết đến xưa nay với kinh tế rất phong phú đa dạng, đó là thương mại dịch vụ và du lịch, khai thác và chế biến hải sản. Rạch Giá cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Rạch Giá tuy không có bãi cát, không có đảo, nhưng nếu du khách đến Rạch Giá bằng đường bộ sau những cảnh quan mênh mông của ruộng lúa phì nhiêu ở các vùng phụ cận, du khách sẽ cảm nhận được hương vị của biển. Vị trí thích hợp là dọc theo tuyến ven biển thuộc khu lấn biển 420 hecta và khu 16. Để ngắm nhìn ra biển vào buổi chiều sẽ thấy mặt trời hoàng hôn rõ rực về phía biển Tây. Xa xa lô nhô những đảo lớn nhỏ ẩn hiện trên nền xanh của biển, những tàu đánh cá lướt sóng chập trùng, những vạt cây rừng của vùng ngập mặn xanh ngát ven bờ. Tất cả hòa trộn nên cảnh sắc hoàng hôn biển Tây, thơ mộng và quang cảnh đặc trưng của Rạch Giá trong vùng đất biển đảo Kiên Giang. Về kinh rạch và sông ngòi, trong thành phố không có sông lớn, chỉ có các kênh đào như kênh Rạch Giá Long Xuyên, kênh Cái Sắn, kênh Rạch Sỏi đi Vàm Cống, kênh Ông Hiển, kênh Rạch Giá Hà Tiên. Ngoài các kênh nói trên còn có nhiều rạch tự nhiên và kênh nhỏ như rạch Dòng, rạch Vàm Trư, rạch Tà Mưa, rạch Tà Keo, rạch Đường Trâu, rạch Tắc Ráng, kênh Đồng Dông, kênh Cống Đôi. Các kênh rạch lớn nhỏ trên địa bàn thành phố chi phối lẫn nhau về mực nước và lưu lượng. Nó vừa chịu tác động thủy văn của sông Hậu, vừa chịu ảnh hưởng thủy triều của vịnh Rạch Giá.
hình địa chất và thổ nhưỡng. Địa hình của thành phố bằng phẳng có độ cao từ 1m đến 2m so với mặt nước biển, theo hướng thấp dần từ đông sang tây và từ bắc xuống nam. Cấu trúc địa chất của Rạch Giá theo dạng trầm tích đệ tứ, cách đây hàng chục ngàn năm do nguồn địa thành và do thủy thành bởi phù sa lắng động. Về địa chất, công trình mới sơ bộ thăm dò cho thấy địa tầng có cấu tạo sét pha cát ở độ cao từ 0,5 đến 60m. Nước ngầm trong lòng đất hình thành do nhiều nguồn khác nhau nên có chỗ mặn, chỗ chua lợ, cũng có chỗ nước ngọt cách mặt đất vài 3m. Các loại đất ở Rạch Giá do ở sát bờ biển và thuộc khu vực tứ giác Long Xuyên nên vừa chịu mặn lại vừa phèn. Về khí hậu, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 31 độ C. Về hành chánh, thành phố Rạch Giá có 12 đơn vị hành chánh cấp xã trực thuộc gồm 11 phường. Về lịch sử, nguồn gốc tên gọi Rạch Giá. Về tên gọi Rạch Giá có hai giả thiết. Một ý kiến cho rằng tên gọi này do đọc trệt từ tiếng Khmer Gramusa, sáp trắng mà ra. Tuy nhiên, sự biến âm này thiếu tính thuyết phục. Ý kiến khác thì cho rằng tên Rạch Giá có từ thời Chúa Nguyễn. Khi ấy, ở đây có rất nhiều cây giá bên bờ rạch và hoang vu, dân cư thưa thớt, đa số là người Khmer và người Việt. Giả thiết này hợp lý và đáng tin cậy. Nhà văn Sơn Nam có viết, xứ quê của tôi là con rạch mà nơi cửa biển mọc nhiều cây giá nguyên sinh. Cây giá giờ đã biến mất nhưng đã để lại một địa danh, một thành phố hiện đại. Về lịch sử, thành phố có bề dày lịch sử khai phá hơn 300 năm. Trong khi vị trí hiện tại của Rạch Giá từng là cảng thị sầm uất của quốc gia Phù Nam thuộc nền văn hóa Ốc Eo, tồn tại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7, phân định từ di chỉ nền chùa Ta Kê, được khai quật năm 1944 của nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malaret. Giai đoạn thế kỷ thứ 17 đến giữa thế kỷ thứ 19, địa danh Rạch Giá được nhắc đến lần đầu tiên trong chính sử Việt Nam là cuốn Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức. Trong đó có đoạn, Hà Tiên vốn là đất cũ của Chân Lạp, tục gọi là Mường Khảm, tiếng Tàu gọi là Phương Thành. Ban đầu có người tên là Mạc Cũ, gốc xã Lê Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Vào thời Đại Thanh, niên hiệu Khang Hy thứ 19, vào năm 1680, nhà Minh mất hẳn nhưng mãi đến năm Khang Hy thứ 19, vùng Quảng Đông mới bình định xong. Mạc Cũ không khuất phục chính sách buổi đầu của nhà Đại Thanh, mới chừa tóc rồi chạy qua phương Nam, trú tại phủ Nam Vang, nước Cao Miên. Ông thấy ở phủ Sài Mạc của nước ấy, người Việt, người Trung Hoa, Cao Miên, Đồ Bà, là Chà Và và các nước tụ tập mở trường đánh bạc để lấy sâu, gọi là thuế Hoa Chi. Bèn thầu mua thuế ấy, lại còn đào được một hầm bạc, nên bỗng trở thành giàu có. Từ đó ông chiêu mộ dân Việt Nam lưu tán ở các xứ Phú Quốc, Lũng Kỳ hay Trũng Kè, Lũng Cả Rêm, Cần Bọt là Cần Vọt, Campot, Hương Úc ở Vũng Thôn, Campuchia, Giá Khê, Rạch Giá, Cà Mau, lập thành 7 xã thôn. Theo sách Hỏi Đáp Lịch Sử Việt Nam, thì năm 1680, Mạc Cũ đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau. Như vậy, địa danh Rạch Giá đã xuất hiện ít nhất từ cuối thế kỷ thứ 17. Năm 1739, Mạc Thiên Tứ lập ra huyện Kiên Giang, đặt trấn lỵ tại đây. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí, một thành trì có ghi huyện Não là đồn canh của huyện Kiên Giang. Huyện Não Kiên Giang mặt trước dài 19 trượng 2 thước, bề ngang dài 12 trượng 6 thước ở địa phận xã Vân Tập vào năm Triệu Thị Nguyên Niên là năm 1841. Chợ Sái Phu ở huyện Kiên Giang, tục danh là chợ Rạch Giá, phố xá liền lạc, ghe buôn đến đậu đông đảo. Từ vùng đất rộng người thưa, Rạch Giá là nơi cộng cư của người Việt, Hoa và Khmer, nhưng chiếm đa số là người Việt và Khmer. Trước đời Gia Long, dân chúng đã chọn lựa vài gò cao ven các sông rạch để cư trú. Từ làng chài nhỏ ven cửa sông, Rạch Giá dần phồn thịnh hơn nhờ buôn bán lúa gạo và thương mại sung túc. Vào thế kỷ thứ 17, tức thời Chúa Nguyễn ở đằng trong, vùng Rạch Giá nay là một trong 7 đơn vị hành chánh thuộc trấn Hà Tiên xưa. Thời Pháp thuộc, sau khi chiếm được Vĩnh Long và Hà Tiên năm 1867, Pháp bắt đầu tiến đến Rạch Giá. Ngày 18 tháng 8 năm 1867, Pháp đặt hạt thanh tra Rạch Giá, cho đổi tên từ hạt thanh tra Kiên Giang. Ngày 16 tháng 6 năm 1869, Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa ở đây, giết gần như toàn bộ quân lính và viên chức người Pháp. Ngày 5 tháng 6 năm 1871, Pháp tách vùng Cà Mau ra khỏi Rạch Giá. Từ ngày 18 tháng 12 năm 1871, Pháp lại nhập Cà Mau vào Rạch Giá. Từ ngày 5 tháng 1 năm 1876, đổi hạt thanh tra thành hạt tham biện, các thôn thành các làng. Ngày 12 tháng 8 năm 1888, hạt tham biện Rạch Giá bị giải thể, nhập vào hạt Long Xuyên. Ngày 27 tháng 12 năm 1892, Pháp tái lập hạt Rạch Giá với 4 tổng. Ngày 26 tháng 1 năm 1894,
chính quyền thực dân Pháp hợp nhất bốn làng Vĩnh Lạc, Vĩnh Hòa, Thanh Lương và Vân Tập thành một làng mới lấy tên là làng Vĩnh Thanh Vân, đồng thời vẫn là nơi đặt lỵ sở của hạt tham biện Rạch Giá như trước đó. Ngày 1 tháng 1 năm 1900, đổi hạt tham biện Rạch Giá thành tỉnh Rạch Giá. Ngày 25 tháng 5 năm 1900, lập tổng Kiên Tường, tổng Thanh Bình. Ngày 31 tháng 12 năm 1907, lập thêm tổng An Ninh và tổng Thanh Biện. Ngày 6 tháng 1 năm 1916, lập thêm tổng Thanh Tuyên, tổng Thanh Yên. Ngày 18 tháng 12 năm 1929, Tổng quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thị xã hỗn hợp Rạch Giá trên cơ sở cải biến khu đô thị Rạch Giá trụ sở tại làng Vĩnh Thanh Vân dưới quyền một viên thị trưởng và một hội đồng thị xã. Ngày 16 tháng 1 năm 1930, Pháp chia địa bàn thị xã Rạch Giá thành 5 khu vực để đánh thuế. Ngày 30 tháng 4 năm 1934, Pháp nâng thị xã lên thành phố và chia thành 3 khu phố. Về kinh tế và xã hội, Rạch Giá là đô thị kinh tế biển bao gồm dịch vụ, thương mại và đánh bắt thủy hải sản. Thành phố biển miền Tây Nam này ngày càng có nhiều người biết đến hơn là bởi Rạch Giá đang sở hữu khu đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã cho khởi công tuyến tránh thành phố Rạch Giá dài 20 km. Hiện tại đã hoàn thành. Đây là dự án thành phần của tuyến hành lang ven biển Tây, nối Việt Nam với Campuchia và Thái Lan, nhằm gắn kết và đẩy mạnh phát triển các thành phố ven vịnh Thái Lan gồm Pattaya, Sihanoukville, Hà Tiên. Năm 2016, Rạch Giá đón nhận nhiều nguồn đầu tư với hàng loạt những dự án lớn như khu lấn biển Tây Bắc, đảo nhân tạo Phú Gia, trung tâm thương mại Wincom Plaza. Ngoài ra, các công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện liên tục được triển khai tại đây. Hiện nay, thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thiện khu đô thị Phú Cường và đảo Phú Gia nằm tại khu vực phía nam thành phố. Dự kiến trong năm 2019, thành phố sẽ quyết định đầu tư xây dựng thêm khu lấn biển Trần Quang Khải và đảo nhân tạo Phú Quý thuộc khu đô thị lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi. Các dự án lấn biển khu đô thị ở đây sẽ giúp cho Rạch Giá trở thành một đô thị hạt nhân quan trọng của tỉnh và là thành phố đầu tiên ở Việt Nam đang sở hữu dải công viên bờ biển cảnh quan dài nhất khu vực. Trong nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025, lãnh đạo của thành phố Rạch Giá nhấn mạnh rằng sẽ cố gắng phấn đấu để sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại 1. Quy hoạch đô thị từ năm 1997, Rạch Giá đã bắt đầu mở rộng và phát triển đô thị quy mô lớn. Khu trung tâm thương mại Rạch Giá, khu đô thị lấn biển Rạch Giá được tiến hành vào những năm 1997, đã tạo tiền đề cho công tác quy hoạch đô thị bài bản và hiện đại. Hệ quả đến hôm nay, Rạch Giá có được những khu dân cư quy hoạch hợp lý, những tuyến phố thương mại tập trung sầm uất. Đồng thời, Rạch Giá được đánh giá là thành phố trực thuộc tỉnh có sức mạnh tổng hợp thuộc top đầu của các trung tâm hàng đầu ở miền Tây. Rạch Giá là một trong những thành phố đông dân nhất Tây Nam Bộ cũng như cả nước. Công tác quy hoạch và phát triển mở rộng Rạch Giá đã bắt đầu hoạt động từ năm 1997 đến nay, với hoạt động đáng chú ý là khởi công khu đô thị lấn biển Rạch Giá vào tháng 12 năm 1997. Rạch Giá đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn phát triển trên các lĩnh vực, từ vốn của khối kinh tế tư nhân cho đến vốn trung ương, từ hạ tầng đô thị cho đến công nghiệp, dịch vụ. Rạch Giá hiện có khá nhiều công trường, các hoạt động kinh tế và các khu vui chơi. Rạch Giá ban đầu chỉ là một vùng đất ẩm thấp, nhỏ hẹp, sình lầy. Do quá trình bồi tụ của phù sa sông cùng với những dự án lấn biển thành công từ thế kỷ trước đến nay đã mở rộng đáng kể diện tích cũng như thay đổi bộ mặt thành phố. Theo Ban Quản lý Dự án Lấn biển Kiên Giang, hiện khu vực Vịnh Rạch Giá thuộc thành phố Rạch Giá đã hình thành hai khu lấn biển với tổng diện tích khoảng 520 hectare. Trong số này, dự án lấn biển Rạch Giá được chính thức khởi công xây dựng từ năm 1999, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 420 hectare, khu Tây Bắc gần 100 hectare, khởi công năm 2015, và khu vực bãi bồi tự nhiên 16 hectare. Chỉ riêng dự án lấn biển Rạch Giá đã giải quyết đất cho 60.000 người dân, cùng với việc xây dựng các công trình công ích xã hội, khu hành chính cấp tỉnh, quảng trường, bệnh viện, trường học. Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường là đơn vị đầu tiên được tỉnh Kiên Giang bàn giao khoảng 160 hectare đất trong dự án biển Rạch Giá để xây dựng khu đô thị mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ như khu nhà ở, nhà phố, biệt thự, hướng biển cao cấp, công viên cây xanh, khu khách sạn từ 3 đến 5 sao, khu resort, nghỉ dưỡng dọc bờ biển, khu vui chơi giải trí với những trò chơi hiện đại hấp dẫn phục vụ dân địa phương và khách du lịch. Trong khi đó, khu lấn biển Tây Bắc đã được chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân ở địa phương cho xây dựng các công trình công cộng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, cao ốc
văn phòng nhà ở thương mại, nhất là tái định cư cho hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà ở tạm bợ ven bờ sông, kênh rạch nội ô thành phố Rạch Giá. Cùng với đó là hệ thống giao thông, vỉa hè, bờ kè lấn biển, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên và cây xanh. Mới đây, nhằm quản lý xây dựng khu vực bờ biển thành phố Rạch Giá ổn định dài hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tạm thời cấp giấy phép đầu tư cho các dự án lấn biển mở rộng tiếp theo của các nhà đầu tư, được chọn thí điểm quy hoạch đô thị xanh bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 7, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA đã phối hợp tổ chức khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng và trưởng ban đại diện COICA tại Việt Nam. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án 6,5 triệu đô. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp một khoản vốn đối ứng từ ngân sách đủ để trang trải các chi phí theo quy định của Việt Nam. Hai đô thị được lựa chọn áp dụng thí điểm là khu đô thị Yên Bình ở tỉnh Thái Nguyên và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Để đạt được các mục tiêu trên, các bên sẽ hợp tác thực hiện các nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ số đánh giá về đô thị xanh, phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch đô thị xanh và đề xuất khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh cho Bộ Xây dựng Việt Nam. Xây dựng hệ thống cho đô thị Yên Bình, thành phố Rạch Giá, đề xuất các phương án quy hoạch đô thị xanh cho Yên Bình, Rạch Giá thông qua việc áp dụng quy hoạch đô thị xanh. Dự án cũng đồng thời thực hiện các khóa đào tạo cho cán bộ Việt Nam về quy hoạch đô thị xanh, cung cấp phần mềm, trang thiết bị và vật tư trong phạm vi dự án. Giải thưởng quản lý phát triển đô thị xuất sắc. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ban tổ chức giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất năm 2019 đã thông báo kết quả giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là đơn vị đã đạt giải thưởng thuộc thể loại quản lý phát triển đô thị xuất sắc. Theo nhận định của Ban tổ chức giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất thì Rạch Giá cùng 3 thành phố vừa và nhỏ khác như Hội An, Sa Đéc và Buôn Mê Thuột có đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý phát triển đô thị tốt hơn các đô thị hàng đầu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Rạch Giá chính là nơi có nhiều cảnh quan và tiềm năng sông nước biển đảo, lại có sức hút mạnh mẽ với thực khách phương xa khi đến thăm thành phố. Người Việt, Hoa và Khmer là những con người đã dựng xây thành tạo nên một nền văn hóa đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc mà người đời thường gọi là văn minh xứ Rạch Giá, cùng vô số đền đài, chùa chiền và hàng trăm công trình thờ tự nổi tiếng khắp vùng Nam Bộ. Về di tích lịch sử, di tích đã được xếp hạng như đình thần Nguyễn Trung Trật, chùa Tam Bảo, đình thần Vĩnh Hòa, mộ Huỳnh Mẫn Đạt, chùa Phật Lớn, chùa Láng Cát, bảo tàng Kiên Giang, chùa Quan Đế, chùa Bà Thiên Hậu, chùa Ông Bổn, chùa Phổ Minh. Di tích chưa được xếp hạng. Cổng tam quan di tích này được gọi là cổng làng và là biểu tượng chính thức của thành phố Rạch Giá. Đình Phó Cơ, Nguyễn Hiền Điều, mộ Hội Đồng Xuân, miếu Bắc Đế, Thiên Hậu Cung. So với các đô thị khác trong vùng và cả nước, đô thị Rạch Giá có một kho tàng văn hóa độc đáo, đó là sự dung hợp của các tộc người, các nền văn hóa lớn chủ yếu từ Kinh, Hoa, Khmer, biểu hiện của sự đa dạng và giao lưu văn hóa thể hiện ở các kiến trúc đình chùa, các công trình thờ tự. Nếu biết khai thác và có định hướng phát triển hợp lý, những di tích văn hóa này đang là một sức hút rất lớn của thành phố Rạch Giá.
Về giao thông, Rạch Giá có nhiều lợi thế về giao thông đường thủy, đường biển, đường bộ và đường hàng không nhằm kết nối với các trung tâm lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á. Về đường bộ, hiện đã hình thành được tuyến đường vành đai phía Đông và hệ thống đường kết hợp đê biển phía Tây. Các đại lộ lớn được thiết kế rộng rãi và mỹ quan, bao gồm các đại lộ 3 tháng 2, đại lộ Lạc Hồng, đại lộ Trần Phú, đại lộ Trần Quang Khải, đại lộ Phan Thị Ràng, cùng với đường Nguyễn Trung Trực, đường Lâm Quang Kỳ, đường Tôn Đức Thắng, tất cả làm nên mạng lưới giao thông xương sống của Rạch Giá. Hiện tại Rạch Giá có hai bến xe lớn, bến xe Rạch Giá và bến xe tỉnh Kiên Giang. Năm 2013, bến xe Rạch Giá đã chuyển chức năng giao thông liên tỉnh cho bến xe tỉnh Kiên Giang tại huyện Châu Thành. Mạng lưới giao thông xe buýt có khá sớm. Từ Rạch Giá người ta có thể đi xe buýt theo 4 tuyến đến các huyện khác. Hiện tại cảng hàng không Rạch Giá, trước đây gọi là sân bay Rạch Sỏi, là sân bay duy nhất ở Rạch Giá với các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đi 2 chiều đến cả thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Thành phố Rạch Giá có hai bến tàu khách lớn là bến tàu du lịch Rạch Giá hay bến tàu Phú Quốc và bến tàu Rạch Mẽo. Tàu cao tốc là lựa chọn ít tốn kém hơn cho những ai muốn đi đảo Phú Quốc hay huyện Kiên Hải. Ngoài ra còn bến tàu Rạch Mẽo, chủ yếu vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Miệt Thứ, U Minh Thượng.